Ông Nguyễn Minh Phúc, Thích Tâm Phúc được xác nhận là sư giả, không phải tu sĩ. Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một ngôi chùa nhận thịt sống ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các loại thịt động vật, heo, cá, gà, vịt, thịt bò, trâu, dê, cá sấu, hổ, sư tử, rùa. Thông tin về ngôi chùa kỳ lạ này đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều cho rằng người tu hành tại ngôi chùa này chắc chắn không phải là tu sĩ Phật giáo hoặc không bình thường. Theo tin từ báo Kiến Thức Online, chiều ngày 24 tháng 12, phóng viên có mặt tại địa chỉ ngôi chùa này, tọa lạc ở vùng quê ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ngay cổng vào được bày trí rất nhiều tượng Phật thần tài ông địa, không theo một trình tự nào như những ngôi chùa khác. Khu vực cổng chùa được gắn biển Liên Hiệp Hội Từ Thiện Quốc Tế Chùa Hoằng Pháp Trung ương. Người phụ nữ này cho biết trụ trì chùa Đại Đức Thích Tâm Phúc là con trai bà. Tuy nhiên, người phụ nữ này thông tin rằng thầy Phúc đã đi công tác nước ngoài, nhiều tháng sau mới về. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khu vực chánh điện thờ các vị Phật cũng như xung quanh ngôi chùa, nhiều giấy tờ A4 được ghi khá rõ về chi tiết việc chùa nhận tất cả các loại thịt động vật. Mấy ngày qua, thông tin chùa nhận thịt chó, cá sấu, hổ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ngày nào cũng có đông các YouTuber khắp nơi về đây quay phim, phỏng vấn người trong chùa cũng như người dân xung quanh. Một người dân ấp Láng Cát chia sẻ sự thật về ông Nguyễn Minh Phúc, Thích Tâm Phúc. Danh xưng Thích Tâm Phúc là do người này tự đặt, tự xuống tóc và không phải tu sĩ của Phật giáo. Đó là khẳng định của Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trụ trì Thích Chân Tính, chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết Nguyễn Minh Phúc tự in danh thiếp xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương. Thượng tọa Thích Chân Tính cho biết trước đây Nguyễn Minh Phúc đến xin ở lại chùa để có điều kiện theo học đại học. Xét thấy hoàn cảnh của thanh niên này nghèo khó nên trụ trì chùa đã nhận nuôi Phúc ăn học, đặt pháp danh là Tịnh Phúc. Thế nhưng chỉ sau vài năm, Phúc tự ý rời chùa, sau đó tự xuống tóc, in danh thiếp, tự phong mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Biết được sự việc, chùa Hoằng Pháp đã lên tiếng thì người này bày tỏ sám hối, hứa không tái phạm. Tuy nhiên sau đó chúng tôi được biết, người này vẫn tiếp tục phong mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương. Người này còn thông tin rằng từng xuất gia tại chùa Hoằng Pháp là sai sự thật. Việc sai phạm như thế nào thì chính quyền giáo hội Phật giáo có thẩm quyền làm rõ xử lý. Thượng tọa Thích Chân Tính chia sẻ, liên quan đến việc người tu hành và ngay tại cửa Phật lại thông tin nhận tất cả các loại thịt động vật, Thượng tọa Thích Chân Tính khẳng định, bình thường không ai làm như vậy, đã làm như vậy là không bình thường.